Anh xin phép chào hai em. Hai em có thể giới thiệu hai em họ tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em tên Nguyễn Thanh Bình, em ở huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Dạ, em tên Nguyễn Thanh Thủy Tiên, em ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Hai em là như thế nào đây? Dạ, hai anh em ruột. Hai anh em ruột. Dạ. Hôm nay hai anh em ruột em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thanh Hải giúp đỡ gì đây hai em? Dạ, em cũng lên đây nhờ hiệp sĩ Thanh Hải giúp giùm hai anh chị em của em là tìm bé Nguyễn Thị Mỹ Quyền, 19 tuổi, bỏ nhà đi nay tháng 3 bữa. Em là anh trai. Dạ, anh em trai. Là anh thứ mấy trong gia đình đây? Hai. Anh lớn hả? Dạ, anh lớn. Còn em? Dạ, em là chị thứ ba. À, em kế. Dạ. Nhà em mấy anh chị em? Dạ, ba. Ba ha. Một trai, hai gái. Và bé này là bé Út. Dạ, bé Út. Em có thể chia sẻ cái sự việc mà bé Út nhà mình á, dạ, là bỏ đi như thế nào và lâu chưa? Dạ, bé đi học rồi bé bỏ nhà đi luôn. Đi học là học gì em? Dạ, bé đang học 12. À, học lớp 12. Dạ. Học xong chưa? Dạ, 2 tháng nữa tốt nghiệp. 2 tháng nữa tốt nghiệp. Dạ. Khi bỏ đi là bỏ đi tại Tiền Giang hay ở đâu? Dạ, tại Tiền Giang. Ồ. Oh. Đi đó là bé đi ngày nào, tháng nào? Dạ, ngày 5 tây tháng 4. 5 tây tháng 4 năm 2024. Dạ. Vậy là mới đây. Dạ. Hôm nay thì là ngày 12 hả? Dạ. Vậy là hơn 1 tháng trời rồi. Dạ. Khi đi thì em gái nhà mình mang theo những thứ gì đi? Dạ, một chiếc xe đạp, điện. Dạ, một cái ba lô. Bốn bộ đồ. Dạ, 6 bộ đồ. Có tiền bạc gì không em? Dạ không. Có trang sức gì không? Dạ không. Không. Dạ. Vậy rồi hôm nay là ba mẹ hai em đâu mà để hai em về đây nhờ các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương? Dạ, ba mẹ em bệnh nằm một chỗ ở nhà, không trời có đi đất được. Ơi. Bệnh lâu chưa em? Dạ, từ ngày bé đi tới nay ba mẹ xuống suy sụp tinh thần luôn á. Vậy là từ ngày mà bé Út nhà mình bỏ nhà đi thì cả ba và cả mẹ là rơi vào trạng thái là suy sụp. Suy sụp. Ba em năm nay nhiêu tuổi rồi em trai? Dạ. Ba em 52 ạ. Còn mẹ? Dạ, mẹ 49. Ba mẹ em có bệnh nền gì không? Dạ có. Trời đất ơi. Trước ngày bé đi là ba em bị tai nạn xe. Vậy là bé có biết không? Dạ biết. Vậy mà bé vẫn đi. Trước cái thời điểm đó thì gia đình nhà mình có ai la dầy gì bé không? Dạ, nói chung là bé cũng mê chơi đó anh. Rồi cha cũng có ra lại bọc kè câu gì đó. Chắc bé buồn, bé bỏ bé đi. Đùng cái là bỏ ngang học luôn. Đùng cái là bỏ đi luôn, không có tin tức gì luôn á. Em là em trai là có gia đình chưa? Dạ có là. Còn em gái? Dạ có. Vậy là hôm nay là phải bỏ hết công ăn việc làm. Dạ. Để lo chuyện cho em Út nhà mình đúng không? Dạ. Trả lời cái đó thì kiếm, trời ơi. Hơn một tháng trời này gia đình nhà em đi kiếm ở đâu rồi em? Dạ nói chung là cũng nhờ họ hàng này kia rồi tưởng đâu là nó điện gì họ hàng này kia rồi ở vòng vòng người quen này kia rồi lúc cuộc cũng không có. Dạ đơm cái đáo vòng vòng ở tỉnh Tiền Giang đi còn đi kiếm. Không có tin tức hả? Dạ không có tin tức gì. Em là nhà là mấy anh chị em là lập gia đình có ở chung không hay ở riêng hết rồi? Dạ ở riêng. Ở riêng. Có em với nhỏ em Út bỏ nhà đi là ở chung. Tại vì còn nhỏ em thứ ba này ở với Tân Hòa. Tại vì em là con trai trưởng đúng không? Trai lớn. Dạ. Nên mà phải ở với ba mẹ. Dạ. Và để cũng như là phụ ba mẹ nuôi em Út ăn học. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này đùng cái thì em Út làm cho cả gia đình suy sụp hoàn toàn luôn anh. Nói chung bây giờ tan nát hết luôn, bao nhiêu sự tính toán của cha mẹ là mần. Nói chung mình già cũng nghèo rồi mần, nói chung mình gạo chợ nước sông đó. Rồi mần lo cho, nói chung mình cha với mẹ với em mần cũng lo cho nhỏ em Út dữ lắm. Ráng cho ăn học này kia mà không biết thương gia đình thì kia nó bỏ. Nói chung là cũng có bé Út cũng có lỗi, cha cũng ra một vài câu đó rồi nó giận gia đình nó bỏ đi luôn. Có đánh bé bạc tay nào không? Dạ có đánh, cha có giận có đánh hai bạc tay. Vậy là trước đó mấy ngày em? Dạ trước cả cũng một ngày bé tới đi luôn rồi cha em đánh. À. Chiều đó là cha đánh xong rồi cách khoảng một tiếng sau là bé đi luôn. Bé nói là bé đi học thêm rồi bé đi luôn. Bé nói đi học thêm không mà chứ bé không có nói là con đi chơi đâu. Bé nói đi học thêm rồi. Vậy là chỉ trước một tiếng đồng hồ. Dạ. Và sau một tiếng thì bé dạ, mất tích luôn. Lấy đồ là bỏ đi luôn. Dạ, bỏ đi luôn. Trước giờ là bé Út nhà mình có đã từng bỏ nhà đi như vậy chưa? Dạ, chưa. Chưa. Dạ, chưa bao giờ học luôn. Rồi mới về. Học lực như thế nào? Dạ, khá.
Khá, lớp 12 mà khá là giỏi ấy nha. Chăm học lắm. Không ngoan không? Dạ, nhà quen lắm. Ở trong trường thầy chủ nhiệm nói bé rất là hiền, bé ít nói, bé hiền lắm. Nhưng mà ba đánh vì cái lỗi gì đấy? Dạ, bé đi chơi. À, đi chơi là chơi với bạn hay như Dạ, nào? đi với bạn. Là đi 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 về khuya hay là sao? Bé xin đi 1 tiếng 2 tiếng gì đó rồi bé về trễ. Trễ nhiều Dạ, không ở nhà em? ba mẹ lo á. À, Dạ. có thường xuyên đi chơi như vậy không? Dạ không, ít lắm. Thường là bé đi học về là bé phụ ba mẹ. Mà sao Phụ rồi? là phụ phụ gì đây? Phụ việc Dạ, phụ nhà hả? dạ phụ việc nhà. Cơm nước, Dạ. lau nhà, lau cửa, quét Dạ. nhà đúng Dạ. không? Thường thường ở quê là ba mẹ làm công việc gì? Dạ ba mẹ làm thuê, ai mướn gì làm đó. Ôi trời đất ơi, vậy là công việc đâu có ổn định đâu. Dạ không có ổn định. Vậy là việc lúc có lúc không. Dạ. Chừng nào người ta mướn thì mình mới có việc À làm đúng đúng rồi. không? Dạ. Mình đâu có chủ động được công việc. Dạ. Còn này, em trai là làm công việc gì? Em á? Dạ IT bằng đó lắm. Ôi trời đất ơi. Dạ. Em là có con chưa? Dạ có một đứa. Mấy mấy cháu rồi em? Dạ một. Một cháu hả? Dạ. Vậy là vất vả đấy. Dạ vất vả anh, dạ gia đình vất vả. Trời ơi, đi làm nếu mà công việc ổn định thì lại khác em ạ. Dạ. Đi làm mướn nhưng mà công việc ổn định thì lại lại kinh tế lại đỡ hơn. Còn trường hợp mà đi làm mướn mà ai thuê thì làm nấy, hoặc là lúc có việc lúc không, thì thật sự thì cuộc sống nó hơi bấp bênh ha. Nhưng mà bây giờ mình cố gắng thôi em ạ. Bây giờ biết sao đây. Đúng ra như vậy là em út năm nay là 19 tuổi rồi hả? Là em út phải biết suy nghĩ, phải biết thương anh, thương chị, thương gia đình. Bởi vì anh chị cũng bỏ công sức ra, mồ hôi nước mắt để đi làm lo cho ăn học. Mà tới giờ phút này thì cái tuổi của em nó có thể là suy nghĩ chưa được thấu đáo, làm cho bây giờ nghèo lại càng nghèo hơn rồi. Dạ. Tan nát hết luôn gia đình, nói chung giờ tan nát hết luôn, không có còn để mà sức khỏe để mà ráng cố gắng để mà làm. Vậy là hơn một tháng nay là cứ Dạ. bỏ hết công ăn việc Bỏ làm. hết luôn đi quần đi kiếm mà lúc cuộc kiếm không được. Nhưng mà em phải cố gắng, em phải đi làm em ạ. Dạ. Bởi biết sao không, em lại phải còn còn vợ em nữa, còn con của em nữa. Nên mà em sau ngày hôm nay thì em anh khuyên em như thế này. Em cứ về em cứ tiếp tục công việc đi nhá, đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình, đặc biệt là nuôi con em còn nhỏ mà, phải cần có sữa để uống nữa em ạ. Nên mà về em đi làm. Còn em về em cứ động viên ba mẹ đi nhá. Thì hôm nay thì hai em lên đây nhờ thì các anh đội sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ cố gắng hết sức, cũng như nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng để giúp đỡ tìm em gái nhà em, để khuyên em gái nhà em một ngày gần nhất về với gia đình. Vậy là ngày em đi là em không có viết thư từ gì để lại hết. Dạ không, không liên lạc được luôn. Chỉ có 1 tháng mấy rồi chị điện về rồi ngày hôm qua cho ba mẹ nói chuyện đó thôi. À, vậy là ngày hôm qua có liên lạc về. Dạ có, Có liên tại lạc vì về. chị dâu có năn nỉ, nhắn tin năn nỉ liên lạc về, tại vì ba mẹ bệnh. Khổ quá khổ. Liên lạc thì cái nội dung cuộc gọi đã nói như thế nào? À, bé nói là gia đình cần có lo, em đang làm trên Bình Dương, là công ty bao bì ở trên Bình Dương á, mà thì không biết công ty nào. Rồi hôm qua cha có hỏi Quyền và con đang làm công ty nào, đặng biết đặng nói cho cha đi, rồi cha kêu anh hai chị ba lên rước em về, rước con về. Rồi bé nói bây giờ con biết đường với con không biết địa chỉ, rồi cái tắt máy luôn à. Cái giọng khi mà nghe cái cuộc gọi đấy thì em thấy cái giọng của em gái em có hốt hoảng không? Dạ bình thường. Bình thường. Dạ. Gọi đó là gọi thoại hay là gọi video? Dạ gọi gọi thoại. thoại thoại Sao mình không gọi video? dạ bé 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 tự động gọi về chứ mình gọi không À, nghe máy. à Bé gọi. dạ bé tự động gọi về. Bé nói là bé làm công ty. Dạ. Theo như hai em thì em có nghĩ rằng em cho mình làm công ty không? Chắc có lẽ là không, em thật sự em nói em biết em suy nghĩ chắc có lẽ là không có làm công ty đâu. Nếu mà làm công ty là bé sẽ chỉ cái công ty, chỉ cái địa điểm, chỉ cái nhà trọ này kia nọ cho gia đình em biết rồi. Còn cái này bé nói là bé biết đường chứ bé không có biết địa chỉ, là bé nhắn tin ở công ty gì mà không hiểu luôn, với tắt cái tên công ty đó. Bản thân em đang sợ nhất em gái mình gặp điều gì đây? Dạ bán qua bên Cam. Đó là thứ nhất. Thứ hai Dạ. là gì? Dạ sợ làm vô mấy cái quán làm gái mại dâm rồi đó. Đúng rồi em ạ. Thật sự đây là một trong một những câu chuyện, một trong những câu chuyện thật sự rất là buồn. Trong thời gian vừa qua thì các anh ghi nhận rất nhiều cái trường hợp, cái tình trạng bé gái bỏ đi. Nhưng mà đa số là các bé dưới tuổi vị thành niên, nhưng mà tới giờ phút này thì nhà mình á
câu chuyện của bé út đó là đủ tuổi rồi, trưởng thành rồi. Cái tuổi này là nếu mà tuổi ngày xưa á, thời xa xưa là có chồng có con này đấy. Nhưng mà tới giờ phút này 18, 19 tuổi lại đang làm khổ gia đình đấy, khổ tất cả mọi người trong gia đình. Phải chi mà già có điều kiện thì đỡ, còn nhà mình thì lại hoàn cảnh mà bây giờ là phải bỏ hết công ăn việc làm, tất cả mọi thứ để đi tìm em. Hôm nay hai em về đây, hai em có hy vọng rằng anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cũng như là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ tìm được em gái mình về không? Dạ, tin. Nói chung gia đình cũng tin chú Hải, hiệp sĩ Hải, tụi em tin chứ lắm. Nói chung gia đình rất là tin hiệp sĩ Hải với lại cộng đồng mạng. Không, anh nhìn thấy em nhá, anh nhìn thấy em rất là hiền đấy, em thật sự em ấy. Em là một người anh trưởng, một người anh lớn thật sự, nhìn hiền lành. Mà tới giờ phút này thì đang phải bỏ hết cái chuyện gia đình riêng tư để lo cho em đi, thật sự em phải nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với em gái của em đi. Hy vọng em gái của em xem được video này sớm quay trở về. Úc ơi, Quyền ơi, anh hai với chị ba lên trên đây nhờ chú Hải, hiệp sĩ Hải tìm em đó. Rồi em thương gia đình, thương gia đình thì em liên lạc về nhà, hoặc là em về nhà cha với mẹ bệnh nặng ở nhà đó Úc Quyền ơi. Thì anh mong là em có coi được cái video này thì liên lạc về nhà, hoặc là về nhà sớm nhất đi em. Gia đình nói chung là rất là mong em về. Bao nhiêu chuyện lỗi lầm gì của em là gia đình bỏ qua hết. Cha với mẹ rất là mong em về. Thương gia đình thì em về đi em. Rồi chị ba nói một điều gì đó với em út đi. Ba mẹ bệnh nặng lắm em à. Em thương ba mẹ, em về đi em. Rất khổ. Hy vọng rằng là bé út xem được video này, thấy cả anh hai, chị ba lặn lội một quãng đường rất là xa về đây nhờ các anh, các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm em, thì em đang ở đâu đó, hãy sớm quay trở về. Bởi vì tới giờ phút này tất cả mọi người thân trong gia đình rơi vào trạng thái hoàn toàn suy sụp, đặc biệt là ba mẹ em, người đã sinh ra em. Đây là mong rằng thì em cũng con có học tới lớp 12 rồi, em biết suy nghĩ, biết đâu là đúng đâu là sai. Nên mà mong rằng là em ở đâu đó em hãy sớm quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình nha em gái nhá. Còn tới giờ phút này nếu mà em bị có thể là em bị sập bẫy, bị người ta dụ dỗ ép buộc làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật mà không cho em về được, thì em hãy thật bình tĩnh. Em gọi về số của các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách, có hướng để đưa em về một cách an toàn nhất nha em gái. Còn nếu mà vì cái chuyện mà ba lỡ có tác động tới em thì cũng vì thương em thôi. Vì muốn sau này cho em có một cái cuộc sống, có một cái tương lai thật tốt thôi. Ba sợ em là đi chơi đi bời, bị bạn bè lợi dụng lừa gạt, đặc biệt em là con gái nên ba lo rất nhiều. Ba mẹ là người thương em nhất ấy. Nên mà mong rằng là em phải cảm nhận được cái tình yêu thương đó, nên mà đang ở đâu đó sớm quay trở về. Rồi cái sự việc của hai em thì các anh đã ghi nhận nhá. Sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Thì bây giờ thì mình cứ về nhà và việc ai người đã làm đi. Mình bây giờ mình đừng đi tìm ngoài đường nữa. Bởi vì hai em đi tìm không thấy được đâu. Hai em đi ngoài đường nhưng mà em của em ở trong nhà sao hai em thấy đây. Về cứ tiếp tục công việc, động viên ba mẹ, nói với ba mẹ là cứ yên tâm nha. Thì hy vọng là một ngày gần nhất anh em sẽ tìm được cái thông tin để giúp em gái của em sớm quay trở về nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là khuyên cũng như là đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thôi đừng có buồn nữa, cố gắng nha. Đặc biệt là anh lớn này, anh lớn nhìn nét mặt rất là buồn này, nhìn rất là thật thà chất phát đấy. Thôi cố gắng nha. Thì hôm nay hai em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình, đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em gái mình. Hai em có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em gái mình không? Dạ em đồng ý. Dạ, nói chung gia đình đồng ý. Chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, đặc biệt là chúc ba mẹ em sớm khôi phục lại trạng thái cũng như là sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là một ngày gần nhất em gái của em sẽ sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Xin phép chào hai em.
Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng chung tay góp sức với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đăng Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp những chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công và tốt đẹp hơn. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại.